ngày 29 Tết nha. Đây là tiệc tất niên của nguyên cái xóm Abo đây. Bên kế bên là tiệm sửa xe cũng đang tất niên. Và bên kế bên là đồ chơi nè, nước đá nè. Và bên bác sĩ cũng đang tất niên nha. Anh Thùy sẽ bước qua bên đường đây. Đâu có, quay lại thôi à, lưu lại thôi à. Năm nào em cũng lưu một đoạn hết á. Rồi 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 nha. Một miếng thôi. Rồi, đây là hai bếp trưởng của bếp nướng. Xin giới thiệu bạn này là Nguyễn Minh Tiến. Ý lên lợi Lưu Minh Tiến. Lưu Minh Tiến. À, đây là bếp trưởng của bếp nướng. Rồi này là bếp phá của bếp nướng. À, Lưu Minh Khôi. Rồi và đây là hai con quậy nhất của Abo. Hai con đười ơi. Có hai con bé của bác Hơi bảnh không? Rồi đây là từ nãy mày mới bỏ lên, bỏ lên coi mà. Rồi sao khác? Để cho nó 30 giây hơn. Rồi không, nói thiệt chứ đi tới cái cây lân là không khí Tết tràn đầy luôn. Hợp quá, có chịu hả? Lớn rồi, phải nít nữa không? Em cưới bên tôi đi. Thôi nóng quá rồi, nóng quá rồi. Thôi quá chưa khác nữa nè. Quá trời.
gọi nhà thấm chưa? Cô Thư gọi nhà thấm chưa? Gọi con chưa? Rồi rồi vô vô vô. Bên bên còn mấy viên hóa sinh nhật à, con làm viên hai viên hấp hấp dẫn khu vực coi. Bo kìa, nó đang bắn kìa. Good night, 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 good night